Rồi bữa nay thu hoạch hả? Ở đây cắt lá. Tỉa lá hả? Dạ. Thơm ghê luôn trời. Làm trong này thấy sao anh? Ủa còn một ông nữa mà. Còn ba người nữa. Ba người. À. Ê tổng ơi. Làm sao? Ơi. Mọi người làm sao? Dạ cắt tỉa lá bớt đây. Ổn không? Dạ được. Làm tốt không? Anh nghe hôm nay không ở trong kia hả? Dạ. Anh Tú. Dạ. Hôm nay trong buổi sáng hả ông trọng? Ừ, bữa nay qua sớm ha. Công việc dễ hay khó? Dạ dễ chứ thầy ơi. Làm tốt mọi người đều thích nghi tốt không? Dạ đều thích nghi tốt. Rồi sinh hoạt sao? Dạ bình thường anh em cũng uống đầy đủ. À, mọi người đều hiểu biết công việc của mình thực hiện. À. Ừ. Đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Ông ngồi lên ông đẩy cho tôi coi coi. Leo lên, đứng lên, đứng lên. Rồi, bao nhiêu ngày rồi không gặp ta? Bao nhiêu ngày nhớ mong. Bữa nay là ba mấy ngày rồi. Mình gom lên hả? Xong rồi chiều mình gom lên hả? Chị đẹp nó héo mới gom. Cho nó héo lại mới gom. À cái lá để cho héo rồi mới gom hả? Dạ. À. Vậy là cái lá là cứ lạc để vậy đó rồi héo rồi mới gom. Ủa mà lý do tại sao để nó héo rồi mới gom? Héo là đủ mua thời gian, thứ hai nữa là này nó tươi đó, nó nhiều quá. Nó héo là cái nó gom mình đạp nó ít lợi. Trời ơi, coi trái nó kìa. Trái nhiều lắm rồi. Thì lúc mấy ông qua là trái nó nhiều vậy không? Nhiều hơn hả? Cái này cách 3 ngày bẻ 1 lần thôi. Vậy hả? 3 ngày là bẻ 1 lần, 3 ngày bẻ 1 lần. Mới bẻ nó đập rồi. 3 ngày bẻ 1 lần hả? Dạ, 3 ngày bẻ 1 lần. Mới bẻ rồi. Mấy ông ở đây lận, mấy ông ở đây lận? 5 người, mấy em ở bên kia kìa lượm ớt trong thùng không à. Mà tại lâu lâu bệnh ít hàng mới qua đây lận tiếp mấy người đây nè. Vậy hả? Dạ, mỗi bữa thì ở bên kia không. Là lâm trạc hả? Dạ. Là làm gì? Con kia là làm gì? Lửa ớt. Lửa ớt hả? Dạ. Tới 12 giờ, tới 12 giờ, cái 1 giờ vô làm tới 7 giờ. 1 tiếng nữa. Mà làm bên kia khỏe lắm, mà bên kia không lạnh không à. Vậy hả? Dạ. Nè có nói gì dĩ giờ nói đi. À, chào ở lớp với bà xã, ở đây màn khỏe lắm. Vậy hả? À, công việc hôm nay khỏe. Không máy lắm. Không nhắn gì riêng hả? Vũ cũng thương lắm. Nhắn không nhắn gì riêng hả? Rồi à. Không nhắn gì riêng hả? Nhắn rồi à. Chú cũng thương mấy người em đi lắm. Thầy qua mới qua. Ờ mới qua luôn. Mới qua sáng nay. Ủa còn anh nào nữa không? Bên mình còn anh nào nữa không? Ấy anh Toàn, còn anh Toàn anh đi dung với anh kia. Này có này là đâu cần phải làm gì cực khổ đâu. Dạ. Đúng không? Nói chung là không có cực khổ. Khỏe lắm. Đâu? Ông nói về công việc cái coi. Ê, công việc của em là bây giờ là em cắt cái lá cà chua này rất là khỏe. Mấy anh chị nào ở bên kia là mà gắng cố gắng để học hành để mà qua bên đây đâu mình làm công việc này. Rồi thấy mấy anh làm thích nghe công việc gì là thấy an tâm rồi, cố gắng làm này làm chủ. Ông chủ ông cũng mừng lắm, ông vui lắm, ông có mấy anh em mà ông không hối đâu, ông không có hối rồi nó anh em mà lại lên vậy chứ, không có nghĩa là mình bằng. Đó là cái ý thức của mình. Dạ, chắc mình bằng có thể là gì đó mình cũng không có hối. Nhưng mà do ý thức của mình làm được hết khả năng mình cứ làm. Dạ. Làm được vậy chủ. Mấy anh em người nào cũng nhiệt tình bằng cũng mình bằng và dạ việc lắm. Công việc một ngày ông đưa ra thì mình làm. Dạ. Trước không? Chủ yếu là trước. Ông đưa ra cho mình như sắp xếp công việc này là cắt lá. Thì em cắt vừa hết rồi thì em nhảy qua làm việc khác, biết gì khác là làm được. Không phải cần tiêu. Chứ không phải hết thì ngồi không thì ông ra cái là ông mất lại chỉ. Nói chung là anh em mình cố gắng chủ động công việc. Khi mà ông giao mấy lúc đầu ông qua đây ông giao mấy em bẻ trái á. Bẻ rồi cái hết rồi cái không có hết làm cái em tự lấy dao lấy cắt lá tỉa lá những cái cành mà những cái cành mà ông chủ ông chỉ mình cắt rồi đó thì biết mình tự cắt luôn à. Ông chủ hôm qua ông cười cũng ông ok phải không? Ok. Làm vậy mình cũng cảm thấy vui nha. Rồi anh em mình ráng đồng lòng hỗ trợ nhau thực hiện tốt công việc. Dạ. Ở đây à, nói chung là em cũng biết những cái nông trại bên kia thì như sau, nhưng mà đối với những thằng em thì bên đây thì rất là hài lòng, ok, tốt lắm.
ở đây mặn khỏe. Vậy được, thấy lao động mình thích nghi công việc chứ, hay là làm việc tốt vậy là bên trung tâm cũng thấy phần nào an tâm. Thì cũng thông qua các cái anh là động viên với anh chị khác. Trên cái nhóm đó có cái gì ấy để động viên làm. Đây cũng qua đây thì em cũng mừng lắm rồi, cũng cho là thăm gọi là chúc cho cái trung tâm cho việc làm đó. Tất cả anh em đặt cảm ơn đưa mấy em qua đây làm rất là công việc rất là tốt. Làm việc tốt là bên trung tâm vui rồi. Có một công việc làm ổn. Rồi nhưng mà ra qua thấy được, thấy mấy anh em làm tốt là bên tụi em cũng vui rồi. Tại vì này là cái chương trình của tỉnh. Tỉnh muốn tạo điều kiện cho lao động mà đặc biệt giao cho trung tâm. Trung tâm mà đưa được cái anh chị là làm lao động tốt gì thì trung tâm cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Là anh chị cố gắng. Nhưng mà gì thì gì, làm có thu nhập là mục đích chính của mình, nhưng mà mình phải học cái kiến thức. Anh thấy sau này về mình bổ sung vào cái quá trình mà làm nông nghiệp của mình ở bên phía Việt Nam. Thì bạn có chút kiến thức chưa? Thấy là quá hiện đại rồi. Quá thơm rồi. Bữa loại em xuống nhiều quá. Quá thơm luôn. Nông trại cà chua. Đầy trái luôn nè. À cái lá mới qua sáng luôn. Mới qua sáng. Cái lá vậy là để vậy là cứ 3 ngày gom. Dạ. Ừ. Ủa? Vậy đó. Nó còn cao nữa mà không? Tôi nhớ nó còn cao nữa mà. Đang hạ. Đang hạ hả? Ủa sao hạ xuống vậy? Trái. Sao? Cắt trái. Cái chân này thầy. Cái chân này bẻ trái rồi. Đây hả? Đang bẻ trái luôn. Không cho nó cao mà là hạ nó xuống. Càng ấy là hạ xuống là bẻ trái xong rồi là hạ xuống cái này là cho này nó lên trái nữa. Hạ xuống cắt lá, cắt lá xong mới đi bẻ. Hiểu rồi. Hạ xuống cắt lá rồi bẻ. Nè nó trống vậy nè, dễ thấy trái nè. Đúng rồi, hiểu rồi. Cái đây. Là nghĩa là dây cà chua mà nó cao lên vậy là hạ nó xuống từ để cái trái gì mình dễ thấy, mình dễ cắt. Rồi mình cắt lá lần dày 3 ngày mình dụng lần rồi cái dây nó đưa tụt xuống vậy. Trời đất ơi, có cái đùm trái nó kìa. Nó cắt lá là ra vậy đó. Trời ơi, cái đùm trái nó kìa. Nhìn phát ham. Rồi. Có nói gì không? Dạ thôi đi. Nói nhiều không? Không nói gì chưa hả? Không. Dạ hết lo lắng chưa? Hết lo rồi. Giờ có còn lo lắng gì nữa không? Giờ hết lo rồi, lúc đầu qua cũng lo sợ việc làm, mình biết làm có được không. Nhưng mà đây cái này thì thấy việc làm khỏe lắm. Cũng nói với tất cả anh em học viên là gắng học qua để mà ra đây đừng biết tiếng nhiều, thiệt là nhiều, nói chuyện với ông chủ đồ nó cho hiểu thôi. Chứ công việc thì khỏi phải lo. Dễ không? Dễ lắm. Đào vọng làm thử coi. Nghe thầy mà dạy. Đào nói ra. Ráng nghe thầy mà dạy chứ mà không ai qua đây là bó tay không có biết cái gì chứ. Là đào làm thử đi, làm thử cái coi, làm thử tôi coi coi mấy ông luôn. Mấy ông làm thử tôi quay cái coi. Là cắt vậy đó hả? Cắt hai lá. Nó bự là cắt hay sao mình nhìn có biết hả? Thì cái cây này nó nhiều lá quá thì mình cắt 3 lá. Còn cây ít lá thì mình cắt 2 lá thôi. Cắt vậy thôi chứ gì phải không? Dạ đúng rồi, cắt rồi để xuống vậy thôi. Cắt cho nó lòi cái trái ra phải không? Dạ, cắt cho nó bỏ hết đi cái gặm gạp nè. Nó già là bỏ đi nè. So với Việt Nam thì công việc nặng hay nhẹ? Công việc này nó nhẹ rồi, nhẹ lắm. Công việc nhẹ hơn Việt Nam. Nhẹ lắm. Nhiều tiếng hơn Việt Nam nhiều quá. Nhiều tiếng hơn phải không? Nhưng mà nhiều tiếng thì có tiện. Rồi đúng rồi. Đó nè, đẩy không mà có làm gì đâu. Vậy đó, rồi lên vậy đó. Đâu ông đẩy tới tôi coi thử coi. Đẩy hái xong mình đẩy luôn cũng ok nữa phải không? Hái vẫn để có thùng để.
ông chủ này ổng ổng tới 7 cái nhà sư đó. Một cái nhà sư cà chua này rồi cà chua bi. Rồi thêm 4 cái ớt nữa. Ớt chuông á. Rồi bốn ông mấy ông ra chào cái coi. Ông ông Bảo ra đứng chào cái coi. Chào kết cái coi. Nay là hết lạnh là mặt chọt luôn ha. Rồi chào cái coi. Rồi chào anh em ở nhà nè. Rồi. Ok.